Vâng, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cả cái tựa game mà mình phát hiện được. Cái tựa game này nó là tiếng Trung Quốc. Và tất nhiên thì liên quan đến Trung Quốc thì sẽ liên quan đến Tam Quốc. Mà chắc chắn là cái tựa game này nó liên quan lịch sử Tam Quốc rồi, bởi vì là mình phát hiện cái tựa game này và mình cũng đọc review rồi thì là thực ra review bằng tiếng Trung Quốc nhưng mà mình nhìn hình kiểu Tam Quốc ấy, thế là mình đào về. Và cái tựa game này thì nó liên quan đến Tam Quốc, và trong Tam Quốc thì anh em cũng đã biết kiểu có các nhân vật rất là kiểu nổi tiếng như là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi và đặc biệt là Lữ Bố. Thì bây giờ thì mình sẽ, đây là nhân vật Lưu Bị à? Đây. Mình lao lên đây. Chúng ta sẽ kiểu tái tái xuất lại cái hình ảnh kiểu tái xuất lại hình ảnh của Tam Quốc ấy, các anh em ạ. Đây, tái xuất lại hình ảnh của Tam Quốc đây. Ui, kinh vãi cứt. Hãy thử cho Quan Vũ tướng quân xuất trận. Và bấm chuột, ok. Ồ, ngầu chưa? Đây là Quan Vũ anh em ơi. Ngầu vãi. Kiểu crep nó ra nó do mình chơi ấy. Ui, ghê không? Hỏa công 15 giây. Ơi giống kiểu dâu trắng anh em nhỉ. Đó, Lưu Bị hổ lao quan ở phía trước, ta phải chiếm được cứ điện này để giải cứu nạn dân ở Thành Dương. Anh em nào xem kiểu Tam Quốc thì sẽ biết cái những đây. Ui lão bố kinh vãi đái. Chiến binh này nghĩa tử của Đổng Trác, lão bố thiên hạ kháo nhau rằng đó là chiến binh dũng mãnh nhất trong đế chế, nhưng ta phải diệt lão bố trước khi tiến vào Lạc Dương. Hình như là có câu nhất thiên lão bố, nhị thiên xích thố thì phải. Kiểu khỏe nhất là Lữ Bố, xong nó có cả phượng thiên họa kích ấy. Độc tôn sẽ giúp tăng lên trong trận chiến, mời thanh mỗi thanh độc tôn sẽ giúp chủ công giải phóng một đòn khí nộ độc tôn. Ok bấm M. Kinh vãi cứt. Ui lão bố, lão bố khỏe lắm anh em ạ. Lão bố đã từng 1 cân 3 anh em họ Lưu Trương. Úi dồi ôi. Lưu Trương. Bay cứt, bay cứt, bay cứt, bay cứt. Còn chưa thấy ấy đâu. Còn chưa thấy thanh niên đây là chữ ulti của Lữ Bố. À ulti của Quan Vũ. Kinh vãi, kinh vãi. Chết cha, nó đến nỗi. Anh em thấy không? Một mình lão bố đã trong lịch sử đã cân Trương Phi này. À quên, Trương Phi, Quan Vũ với cả Lưu Bị, một mình cân ba rồi đã có vị đấy, đây 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 đấy, cưỡi ngựa và một mình lã bố cân ba, một mình cân ba luôn. Lưu Bố rất là khỏe luôn ấy, và một mình cân ba đó, ngầu vãi. Trong liên minh thì là có Gia Van Lữ Bố, còn ở trong liên quân thì là có hẳn tướng Lữ Bố luôn. Đây Triệu Vân, Triệu Vân, Triệu Vân, Triệu Vân. Chúa công, chúng ta thề không để ước nguyện của ngài bị dập tắt nơi đây. Để Triệu Vân ở trong liên minh à? À, liên quân à? Anh em thấy không? Kiểu kinh chơi, mình phấn khích vãi cả đái, bởi vì là mình kiểu mình xem Tam Quốc xong mình kiểu được điều khiển ấy. Một năm trước, chủ công đã dự báo về sự sụp đổ của triều đình nhà Hán, nhưng để bình định được thiên hạ trong thời gian buổi loạn lạc này, chủ công giải quyết ra phải quyết gia nhập đạo quân của Lưu Bị chúa công, một đồng minh quân nhân nghĩa. Nay Lưu Bị đã đáp lại lời hiệu triệu của Viên Thiệu đại nhân, người đã lập ra liên minh gồm 18 chư hầu để lật đổ tên bạo chúa dân thần Đổng Trác. 18 chư hầu chọn tướng đầu tiên của mình và tham. Mình không được chơi. Đây rồi. Triệu Vân tướng Thục, trước đây là gia binh của Viên Thiệu và sau này là Công Tôn Toản, ông đã chuyển sang phó tá Lưu Bị, là người đức độ và có đa nhân cách. Nó mình nói có mẹ là một lần nữa là Lưu Bố khỏe vãi đái luôn ý, nó cân ba mình kiểu có cả Phụng Thiên Họa Kích và Xích Thố. Thì kết nối tài khoản này. Điêu thuyền vào lự. Anh em mình có nhìn nhầm không nhỉ? Ôi người cuốn này kìa. Điêu thuyền là kiểu Lữ Bố khỏe nhưng mà hơi ngu. Bởi vì ra sùa. Bởi vì Chu Thái. Bởi vì ham mê kiểu ham mê sắc đẹp mà quên các quan.
Triệu Vân cầm thương, ok. Mình sẽ để là xin dao đi. Kết nối Facebook cái. Ok, tí kết nối sau ạ. Rồi, bắt đầu chơi. Xin Giao. Vãi, người dùng cái ký danh này. Xin Giao. Nghe hơi quê nhỉ. Xin Giao 28. Rồi. Như anh em đã biết thì là 28 tháng 9 là ngày sinh của mình. Đấy. Anh em thấy không? Lữ Bố. Bao Lữ Bố à? Ngày đầu tiên này. Ủa, cái này là kiểu có đánh trực tiếp không hay là lại chỉ đấy? Chúa tôi à, Dynasty Warrior, Dynasty Warrior, ok. Đây, có Triệu Vân đây, chiến dịch. Ok, liên minh. Này mà chơi kiểu chỉ trỏ mà không điều khiển là mình và đây sẽ là tập cuối của cái video này. Cái game này, nếu mà kiểu nghiệp nhập vai thì mình sẽ chơi. Còn không thì mình sẽ đây là video cuối của video này. À, video cuối của cái tựa game này. Ta là Viên Thiệu, chủ soái của Liên Quân Chư Hầu này. Tên Đổng Trác đáng khinh đã khiến triều đình rơi vào cảnh hỗn loạn. Kiểu Tam Quốc ấy, quay trở lại thời Chiến Quốc. Hắn phải bị nhổ cỏ tận gốc. Hỡi chư vị Liên Quân Chư Hầu, hãy cùng ta thay trời hành đạo. Ghê thật. Sau Lữ Bố bị bắt anh em ạ, bị Tào Tháo giết. Đổng Trác, hỡi chúng binh sĩ, ta đến lúc xuất chinh phục thời cả. Đây đây đây, mình được điều khiển rồi. Lũ liên quân hèn kém này, lữ lã bố, lã bố. Nó tên là lã bố. À, được gọi là lã bố nhưng mà nó là người họ Lữ. Ôi, Triệu Vân này. Sổ, cầm thương vãi cứt luôn. Sao, sao, kinh vãi cứt. Trước tiên ta phải vượt được dũy thủy quan. Kinh vãi. Ui, kinh vai cút anh em ạ. Minh họa giáp địch, ok, chúng ta có giáp địch ở đây. Chú ghê kỵ. Sao mày, sao mày, sao. Ok, chúng ta phải tiếp tục tấn công, không thì phòng thủ nó sẽ bị hồi lại. Mình sẽ tải cái trò này về máy của mình để mình cày. Ui, kinh vai cút. Ngấu vãi. Triệu Vân khỏe thật. Nhưng mà tí nữa mình không biết đánh, mình không biết điều khiển lã bố không? Bởi vì là trong mình là Lý Túc, đây Lý Túc. Mình là phe kiểu phe thiện lành ấy. Thế nên là mình ngộ biến tông quyền để đỡ đại chiêu của địch. Cái trường này thì đỡ kiểu đéo gì. Kinh mãi cực. Rồi, mình giết thằng boss rồi. Kiểu được sống lại trong cái khoảnh khắc Tam Quốc của mình, kiểu tuổi thơ của mình ùa về vãi đái. Kinh không? Chúng ta chiến thắng mẹ rồi. Sau chúng ta sẽ phải gài thêm một cái nút gì ở đây nữa để mình ấy. Lần đầu gì đây? Đây ba thằng Lữ Bố đây, lã bố. Đấy, đánh tiếp trận nữa. Ok, sang phần báo động phát xem nào. Đây đây có người đây. Đây là ai? Hạ Hầu Đôn. Tăng cội chí mệnh. À, chủ soái, chủ soái, ok. Triệu Vân là chủ soái. Về sau mình sẽ cố kiếm kiểu ba anh em Trương Phi, Tam Lưu Bị và Trương Phi, Lưu Bị và Quan Vũ. Trương Phi Quan đấy. Ôi, 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 kinh chưa? Ui, vãi cứt luôn. Kiểu khỏe vãi đái. Ok, kiểu có thuộc tính phù hợp. Trò này hay phết nhỉ. Đây. Ui dồi ôi. Có giết được thằng này không? Đây, tao, tao tính. À, không phải, tao tháo là khỏe hơn. Nghe vậy mày.
Ok, lên mid độ. Mình xem ulti của hạ hậu độ, hạ hậu độ là gì. Đúng rồi. Quả đấy. Chờ ulti nữa. Đây rồi. Quái cứt. Đẹp phải đái, trường đẹp thế, kiểu Tam Quốc các kiểu đa điều. Nhưng mà trong lữ bố trong này không cưỡi xích thú à? Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới. Và anh em có thích tựa game này không thì bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.